Con này rau quá, không lọc ra luôn. Vườn nhỏ nhỏ nào mua con. Ai, con thấy chưa? Thấy chưa? Có tàu lắm bà. Thôi bỏ dưới này, bỏ dưới này. Có
gà chét luôn á. Chờ đi nó hút không ạ? Sao lát nữa? Thằng An cho em đường ngoài di động. Chú mì chỗ này đem ra mua mì chậm vẫn ngát được. Khổ đó. Và lá này mới ra được đây này nè. Sống mua sáu một cái giết. Bốn một cái giết. Tao dùng bằng ta nữa. Chả cua, cưa gì nấu. Nấu ra ra cỡ ngon. Đồ anh dính gái ra ngân đen mà mát mát còn lâu mát còn lâu mình ha để tình hình là tứ này đỡ ta mấy con cao mà đồ đỡ ta chứ. Đuôi một tưởng mà nói bò dân quên này kệ mà ăn thua tí quan niệm mình sắm một mặt không có gì lượng ăn chứ đâu thì có bài luôn á lẽ mà mình có tí lại mà ông ba lụng đó bác Dũng hả Dũng đó Dũng là nhà xéo này hồi nhờ hồi xưa bóng uống nhà cầm đồ bình dân đi đó vô đó đúng rồi. Bác cái thằng địa chính Duy Trinh hơi trăm tỷ đủ mà hơi trăm tỷ cũng chính mình ra số đề đó là bọn nghi bọn này cũng chính trong mình ra số đề mình ra nó là bọn bắt náo một người là mẹ sợ là mẹ đã ăn đồ bỏ trả ngon chưa là tới giờ mấy mười lần thôi là mẹ sợ là mẹ đó cũng đường ra đó cái bọn Vinh khoái vậy đó đó có mà của này có mà đó à, đụng máy sót luôn sót luôn sót còn về sót luôn cứ mới bỏ nhà anh phương tiện vậy không lái được tiền khi tiền đưa cho tụi như rồi đúng không đưa tụi 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 cá rô là cá tú tước là rê rê làng cá đứng ngược lại đây này thỏi xuống hàm lại nó đứng cái thằng dễ quên khỏi cái cần nó kìa nó này nè dễ hơn không thế à động mà cây nó cái lực mình ở dưới thấp quá cực đúng không đủ quá nè xong phải đây nè em vào chỗ này nè xé xuống á đó xé xuống uống gì vậy hay là uống thuốc cá uống thuốc cá
xoa đầu ren luôn đây nè, lùi lên nữa được không, lùi lên nữa được không, à đó đó, đưa cái cài nó cho nó được không, cái cằn mình về thì ngon quá, nó sợ nó cắn cái này nè. Ở chỗ này nè, ở chỗ này của mình chứ không ở đó nè. Dễ chịu hơn đúng không? Đỡ tức lưng hơn á. Cái cục đó nó gàng không len nữa. À, đốt xuống cái kẽ. Gian cái dài bẹt nữa. Nhưng mà có nhỏ cái dừng dễ chịu chạy quanh lưới dừng với leo dễ chịu nhất. Này này như hồi xưa cái này cô tái như này mới có cái lỗ nha. Chứ giờ tự đi cho mà lạ vậy. Anh chắc anh nghĩ không biết cách chạy. Đúng rồi, trời ơi. Được, đây mà ta cây ấy là chiều tao tính điện tốn gì, đâu tốn gì nhả nào. Sao đi được. Đấy. Wow.
gì lo lo tốt mới là bữa nó lại gặp anh nguồn nào anh điện cho anh điện vô một buồn nó điện vô nói chuyện còn lo anh nữa. Tôi nghĩ rằng trời tối hôm qua hơi âm gần bả xá bả chục tuổi mà leo nó trời mưa trời gió là anh có cái gì nè đứng thế rằng phụ chứ không động mà có gá là chết cả ngày có gá là có gá là hả ngay cái là keo keo bị lồn trái đậu mãi không quanh hắn bảo bị nó kìa mình thiếu đế thì mình lồn cái tại như keo ấy bán cái đem đây bắt cái qua xíu đó mình cô bóng ở thì thôi không có vấn đề nó thiệt đúng không dẫn em đi với em chịu đi rồi nè trời mới có luôn qua đây đi nào được tôi phải dắt cái này phải dắt đây đi được được không đi được phút cái thằng ạ đây này bước cái này dọn lại dọn dưới nắm tao vô bước theo cái chân mình này, bước ngon cái chân này chân mới bước đâu là con bước đó bước như vậy đâu ok diện cái tam bo diện cái tam này bước như đó đúng rồi này kệ cái nón thì đừng rất thâu nha mua nhiều quá nhá dừng gá đó lượm nhà có bùm lượm liền chứ. Đã xuống đây, xuống đây. Lượm liền chứ. Đây coi. Đứng thế dưới đó được thằng từ này. Ở đỡ đây. Đứng đây. Đứng đây. Cầm cái dù thì gì coi. Cái ô mưa thì ngọt cái bịch xuống. Còn nữa rồi. Mưa mưa đây. Đi được mấy bờ dân nữa. Làm sao? Tráng 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 vỏ rồi. Tráng vỏ rồi. Tráng vỏ rồi. Tráng vỏ rồi. Ra hơi dân. Con gá. Con gá được bón xá bán dừng uổng gá nó chân nhả tưng tưng bừng của lửa đấu này gặp diện khác này con nghe có rượt rượt nhẹ nhẹ
lừa ta rất là lực nhiều hơn, hiệu quả hơn, rất là nhiều hơn. Cái bụng đó rồi, chân nó nè. Đưa mấy thằng bánh cát đi trước, thằng này nhỏ nhỏ rồi bay. Chụp lùn mà cái này chứ. Đó, được không, được không, được không. Không thì đó, đúng chưa. Đào đúng rồi, đấy. Được không. À, thằng thứ là không khỏe chứ đồ. Cái đồ bị vừa cắt lên cái đồ của chân đó. Dễ chịu hơn đúng không? Đỡ tức lên hơn á. Cái cục đó nó gàng không len nữa. Đào đốt xuống cái kẹt. Gian cái dài bẹt nữa. Dù thì thỏ luôn có trống nữa chứ. Có này cây này, này có xong nó vô nè. Nhưng mà có nhỏ cái dừng dễ chịu chạy quanh lưới dừng với leo dễ chịu nhất. Dầu bà cô nước lực rất là mạnh quá. Này này như hồi xưa cái này cô táo dưới này mới có cái lỗ nha. Chứ giờ tới nữa trong lao vậy. Anh chắc ăn vậy không được cách chạy. Đúng rồi, đúng ta lại. Được, đây mà ta cây ấy là chiều tao cánh điện tốn gì, đâu không tốn gì nhả nào. Sao đi được. Đấy. Lo tốt mới là bữa nó lại gặp anh nguồn nào anh điện cho anh điện vô một buồn nó điện vô nói chuyện còn lo anh nữa. Tôi nghĩ là trời tối mới bò hơi ông gần bả xá 70 tuổi mà leo nó trời mưa trời gió là anh có cái gì nè. Đứng thế là phụ chứ không đụng có gái. Có gái là chết cả ngày, có gái là hả ngay. Qua đấy đi đâu được, tôi phải dắt cho này, phải dắt đây đi được, không đi được tốt cái thằng ạ. Đây này bước cái này, dọn dưới đây.
nắm tay vào vô, bước theo cái chân mình này, đứt ngon cái chân lại, chân mà bước ra là con bước đó, bước như vậy, đâu ok, diện cái tam bao, diện cái tam này, bước như đó đúng rồi, đây, kiện cái nón này đừng rất sâu nha, mưa nhiều quá nhá, dừng gá. Đó, lượm nhà có bùm lượm liền chứ. Đó, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Lượm liền chứ. Đây coi. Đứng đứng thế dưới đó được thằng trên này. Ở đỡ đây. Xuống đây, xuống đây. Cầm vô thì vậy coi. Ô mưa xuống ngọt bịch xuống, còn nữa rồi. Vào đâu vô vàng nỗi đau biết bao nhiêu mà kể, dòng lệ tuôn rơi chắp mặn cả suối sông, miệng chúng ơi xin đừng mưa nữa, chỉ còn mái nhà sơ sạc giữa dòng sông, nước chảy mênh mông không biết đâu là nhà, mong cho quê ta mau qua kiếp nạn này. Thấy chưa? Thấy chưa? À. Nó đổ hết cho xăng quay luôn đi rồi nha. Đó. Ừ. Sống được sống được, chứ không sống được con này. Có tàu đúng rồi. Thả bẫy này bọn nha, này. Ngủ ra, ngủ ra. Nó có bao vô? Không, đứng yên một chỗ không được lát. Đây không có động mà. Đó là con giết một con em. Biết bao nhiêu mà kể, dòng lệ tuôn rơi chắp bằng cả suối sông. Miền Trung ơi, xin đừng mưa nữa, chỉ còn mái nhà sơ sạc giữa dòng sông. Nước chảy mênh mông không biết đâu là nhà, mong cho quê ta mau qua kiếp nạn này. Miền Trung ơi xin đừng mưa nữa, nước ngập hết rồi họ sống dựa vào đâu, vô vàng nỗi đau biết bao nhiêu mà kể, dòng lệ tuôn rơi chắp mặt cả suối sông. Miền Trung ơi xin đừng mưa nữa,